cửa cho mẹ đi con. Lê đóng cửa cho mẹ nào. Quà của Ly á, không có xé được đâu, lấy kéo đi. À, đây. Cái này mà dùng răng thì hỏng hết cả răng à con. Đây. Wow. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, mở ra, đi xuống, mở ra, đi xuống đây, xuống đây. Đấy. Đây. Trời ơi. Đây là của Lily này. Ôi, ôi, Lily. Đẹp quá hả con? Ôi trời ơi, thích quá. Rồi, rồi. Rồi cứ ngồi xuống mình mở ra cho. Cứ mở ra cho. Ừ, đấy. À, thích quả chuối này quá hả? Đây, bà cho Lily này. Đây là bà của bà Hiên Thơ tặng cho Lily. Đấy. Đây là của Lily này. Đây là cho công chúa Lily. À con mở con xem hả? Đây. Con thích cái bánh chuối đâu quá rồi đúng không? Ôi bà gói kỹ quá, rớt rồi con, rớt quá rồi con. Thì bà chỉ tính không? Đấy, bà gói cẩn thận hết nè. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Một cái váy công chúa. Đứng lên để xem, đứng lên mẹ xem nào. Đứng lên mẹ xem nào, Lê Lê. Đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Dễ thương quá. Mẹ để tạm ở đây trước đây nha. Mẹ để tạm ở trước đây nha. Rồi, ngồi xuống đây con. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Để cho con này. Mẹ mở như mẹ mở lên nha. Đây. Đây là hộp trà sữa này. Đây là cái gì nhỉ? Đây từ 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 mình mở thêm. Đây là kẹo, đây là kẹo. Đây này. Ôi không phải, đúng là kẹo luôn, hết rồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ở đây có chị Dung, để chị Dung về chị Dung mở nha, mày để riêng cho chị Dung này. Đây cũng của chị Dung luôn. À, đây là phần của Lily thế này. Đấy. Đây 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 đây. À mở bằng dây á hả? Đây mở đây luôn này con. Bà gọi kỹ không? Của chị Dung rồi, bà mua đây của chị Dung. Trời ơi, đây là của chị Dung rồi. À, cả cái vườn công chúa nữa này. Ôi trời ơi, xinh quá. Thôi để cạnh nữa hai chị em về con quá là chị Dung, hai chị em mặc đầm công chúa với nhau nha. Lily, đứng đứng đi. Nó cắn được á, cái này cầm cầm thôi. Bắt 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 cái này thế này, nha. Đây, mở tiếp theo cái gì nữa nha. Đây gói quà con ạ. À. Đây tôi ngừng để gói cái quà lên phía này này. Rồi để xuống đây nha. Ôi ôi xinh quá. Này con. Ôi cái này không 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 là cắn được đâu nha. Để xuống đây, để xuống đây. Đây đồ trang trí Noel này. Ôi. Trời đẹp quá luôn ấy. Đây này. Ôi. À, không cắn, không cắn được, cắn con. Đừng cắn nha. Ôi, đây là bánh này con, bánh mì. À, đây Lily ăn được này, mà có thành phần có đường không? À, không á, đây, cho con ăn nha. Đấy, cuối cùng cũng có đồ Lily ăn được rồi. Để mình mở từ từ, để mình mở, mình mở đó này. Nhanh nhanh con muốn ăn thử hả? Rồi đây. À,
gửi tặng hai hộp đây nè. Con này ngon quá. Ôi bà chu đáo ơi, không bà gửi tặng hai hộp này. Còn cái này là thức ăn của Tommy, đây là quà của Tommy này. Đó con ăn đi, con ăn đi. Đây có Tommy này. Ôi Tommy cũng có quà con ạ. Rồi mình phương quà tiếp theo nha. Ủa chị Dung có váy. Lily có bánh xong ngồi im luôn hả con? Ui rớt bánh rồi, rớt bánh của con rồi này. Wow, lại một con cái vong. Đây là của chị Dung này. Đây là chị Dung, đây là của Lily này. Mình chuẩn bị nhiều quà cho hai chị em quá. Wow, đây là cái gì đây nhỉ? Đây là chuyện hả? Thích không? Đây là của Lily này. À, đây là của chị Dung. Rồi, để riêng chị Dung nha. Đây của Lily. Wow, đẹp quá Ly à. Thấy con Lily ạ. À. Thấy váy này. Ui. 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 Ly ơi, trời ơi nó xinh đó Ly. Úi giời. Đẹp quá à. Đây thế này. Wow. Đẹp không? Đấy. Ôi ơi, đây chắc phàm. Đẹp đẹp quá hả? Rồi. Ôi hai váy công chúa. Ôi. Ê, cái này đi đi. À, đẹp quá rồi. Trời ơi cái này. Sao mà đẹp như vậy? Đấy. Này con đi ạ. À. Ừ, cái này các bạn hơi to nhưng mà để sẽ cắt cho Lily xanh này Lily mặc nha. Đây là bộ gì đấy nhỉ? Ui. Cái này là khăn tắm thôi ạ. Đây của Lily này. Đây. À cũng là váy váy luôn này Ly ạ. À. Wow, toàn những váy xinh thôi Ly. Đấy, đẹp quá. Đây là cái gì đây nhỉ? Áo mưa. Ôi, áo mưa này chắc chị vô mặt vừa. To quá. Đây ạ. À? À, để đây nha. Đây của chị Dung này. Đây của Lily. Ui. Rồi.
nào qua đây nữa nha. Chị Dung, chị Dung gì, chị Dung sẽ mở sau nè. Đây là cái đồ chơi đi ạ. À, đồ chơi. À, đây là bộ ghép hình. Bộ ghép hình mày để đây nha. Tí phải dì Dung chơi với con nha. Bây giờ mày thử mặc một cái váy nha. Thử mặc một cái váy xinh thế nào nha. Rồi, đứng lên đây. Ôi cái váy xinh ông Ly. Ôi đẹp quá nha. Đấy, gia đình Lily cảm ơn bà Hi Thơ đã tặng những món quà Giáng sinh cho Dung và Lily. Hiện tại thì bà Đào cũng đang ốm rất nặng nên gia đình Lily chúc bà nhanh hồi phục và cùng đồng hành với Lily trong thời gian sắp tới. Cảm ơn bà Hi Thơ rất nhiều. Lily cảm ơn bà. Con cảm ơn bà.